đời cao, tiền ít, lành bền, tiết kiệm là chính con xe này các bác nhá. Cái điều đấy thì ai cũng thích rồi, đúng không ạ? Quan trọng các bác có thích con xe này của em hay không thôi. Con này của em thì nó sẽ đáp ứng được những cái yếu tố mà vừa em kể ra các bác nhá. Đời hẳn 2015 luôn mà giá tiền chỉ có hơn trăm bạc. Mình sở hữu ngay một chiếc xe i10 các bác nhá, i10 2015. Và đây là nội thất bên trong. Đấy, nội thất táp lô của xe thiết kế nhìn đẹp như kiểu là những chiếc xe Santa Fe đời cao nhiều tiền, đúng không ạ? Có màn hình giải trí to đùng rồi đây các bác này. Đấy. Có khóa khiển đây các bác này. Cần số vô lăng của xe vẫn còn khá đẹp. Táp lô táp ni của xe rất tươi. Bộ ghế da của xe vẫn còn rất mới. Chân nỉ nguyên bản theo xe cũng còn rất mới. Đăng kiểm của xe tháng 8 năm 2023 các bác nhá. Đấy, Hyundai i10 số sàn máy 0. 5 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên con các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Chiếc này của bên em thì các bác thấy là cũng đã được lên na răng rồi này, màn hình này rồi. Đấy, rồi khóa khiển này, bộ ghế da này, sàn da này, rồi dán kính này. Đã có thêm một số chức năng như vậy, đúng không ạ? Biển 98 gốc thành phố các bác nhá. Và biển đẹp rất dễ nhớ, 5161, đây là biển số của chiếc xe này. Có cả camera lùi luôn. Lốp của xe vẫn còn rất là dày luôn. Đây các bác nhìn xem, lốp của xe vẫn còn khá là dày đúng không ạ? Táp ni táp nô của xe rất mới. Đấy, thân vỏ đẹp, thân vỏ không lỗi lầm gì các bác nhá. Thân vỏ không tai nạn đâm đụng gì. Và không bị cái lỗi ngập nước nữa. Máy số cực kỳ ngon và rất chất luôn các bác ạ. Hình thức đẹp, hình thức bên trong bên ngoài đẹp tất các bác nhá, đẹp tất luôn. Một cặp đèn pha rất mới, các bác nhìn này, cặp đèn pha của xe vẫn còn rất mới. Nước sơn của xe cũng rất mới luôn, rất bóng. Logo xe cũng đã được dán mạ vàng rồi. Đấy, biển 98 bên Bắc Giang đây. Một số vị trí ốp lốc rồi. Đây, ốp lốc rồi các bác nhá. Kính cũng đã được bọc dán rồi. Đấy, với nước sơn là màu trắng, một cái màu rất là dễ nhìn, đúng không ạ? Rất dễ nhìn luôn. Những cái phần cánh cửa như thế này, đây em quay cho các bác xem. Đấy, không có dấu hiệu là nó bị kém các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện, bốn cánh điện. Đấy, bốn cánh kính điện lên xuống rất êm ái và nhàng đây. Nội thất táp ni táp nô của xe vẫn còn tương đối là mới, tương đối là sáng đẹp. Không gầm sàn để những phần vách cửa nữa, không mục ngọt các bác nhá. Đấy, không, thậm chí là ố cũng không bị ố luôn. Cột kèo zin, cột kèo nguyên các bác nhá. Quá tuyệt vời cho một con xe mà chỉ có hơn trăm bạc thôi các bác ạ. Hơn trăm bạc thôi thì bây giờ mua xe gì bây giờ, đúng không ạ? Hơn trăm bạc thì nó cũng chỉ bằng một chiếc xe máy SH thôi các bác ạ. Thế mà các bác mình mua được hẳn i10 chứ không phải là Matiz hay là Spark hay là Morning đâu. Dòng i10 nó cao cấp hơn nhiều các bác nhá, cao cấp hơn nhiều luôn. Đấy, mọi chức năng đang hoạt động bình thường, đầy đủ. Đấy, rồi có thể điều hòa nóng lạnh này. Đấy, màn hình âm thanh này. Đấy, và chở được hẳn cả là 5 người luôn. Có thể mình ngồi được 6 người, nếu mà trẻ con có thể là 6-7 người luôn, đúng không ạ? Các bác mình theo em thì các bác mình bán xe máy đi. Mình mua luôn một chiếc xe ô tô như này mà dùng này. Đáng bao nhiêu tiền đâu, đúng không ạ? À, những cái mẫu này đi thay xe máy thì nó chung là đúng bài luôn rồi, không còn gì để mà nói, không còn gì để mà chê được các bác nhá. Xăng thì ít như xe máy luôn. Đấy, điều hòa đây, điều hòa nóng lạnh đầy đủ, còn đầy đủ hết các bác nhá. Đây cổng điện để cho mình lấy, vâng, khóa đây, đồng hồ đây, vô lăng đây, vô lăng của xe ok này. Đấy, đồ chơi đây. Đấy, cũng đã có rồi, gương chống chói đầy đủ rồi các bác nhá. Côn số lái của xe rất là nhẹ, êm các bác nhá. Đấy, bộ ghế da của xe vẫn còn rất là mới đây. Ghế da hai màu đỏ và đen, rất là mới đúng không ạ? Này, ghế bên đây cũng thế, rất mới luôn này. Đây, phanh tay vào chỗ đựng đồ các bác nhá. Xe nhập khẩu tôn vỏ dày cứng, cứng hơn là xe Việt Nam các bác nhá. i10 Việt Nam là nó sẽ không dày bằng, nó chạy không đầm bằng
xe nhập khẩu như con này đâu. i10 thì từ đời 2017 cho nên nó sẽ là xe Việt Nam lắp ráp các bác nhá. Còn 2014, 15, 16 thì nó là xe nhập khẩu các bác nhá. Đấy, chia sẻ cho bác mình một số thông tin biết như vậy. Mà dòng nhập khẩu nó lại bền nữa cơ, đúng không ạ? Bền hơn cả xe Việt Nam nữa cơ. Thế mới sướng, đúng không ạ? Đây nhá. Đấy, 4 cánh cửa xe là ok này. Những đồ nhựa của xe nó không bị xấu, nó không bị mòn những cái chi tiết nhựa các bác nhá. Đây, những chi tiết nhựa các bác nhìn xem nó vẫn còn nổi lên những cái sần này, những cái sần này như kiểu là nổi da gà đấy. Đây, sần này là sần zin các bác nhá. Kính điện đây. Chỗ này đựng đồ, đèn loa này. Đấy, vách cửa này. Cột kèo đính bấm của xe là nguyên hết. Nguyên zin hết các bác nhá. Bộ ghế rất đẹp luôn. Nó rất i10 thì nó sẽ rộng rãi hơn. Xe i10 nó sẽ to hơn Morning, rộng hơn Morning các bác nhá. Đấy, khu vực phía sau này có thấy là có một cái tấm ngăn này. Cái tấm ngăn cũng là cái chỗ cho mình đựng đồ luôn ở vị trí đấy. Đấy, là dòng đúc của những chiếc xe bản đủ rồi. Đấy, đèn trước sau xe rất mới luôn các bác nhìn xem. Đấy, đuôi gió này, cần anten này, gạt mưa rất đầy đủ nhá. Lốc mới luôn, lốc sơn xịn rất đẹp luôn. Cốp to rộng để đồ rất nhiều. Camera đây này. Đây, cho nhìn xem. Chữ các thứ của xe vẫn còn đầy đủ hết đúng không ạ? Cốp xe vẫn cốp điện nhá. Ở đây có một cái cốp điện này. Nó lâng lên thôi. Đây, phía sau đây. Cốp to rộng. Lốp dự phòng được đặt ở dưới đây nhá. Đây, em chỉ cho bác mình biết. Đây, đèn đóm đây, rất mới luôn, sơn xi mượt mà này. Ok chưa? Đấy. Doang rất đẹp đúng không ạ? Các bác nhìn xem. Quá là ok cho một con xe mà các bác bỏ ra tiền quá ít đúng không ạ? Tiền ít mà gọi là thiệt nhiều là đây. Là chiếc xe này các bác nhá. Bên em thì những mẫu xe tầm loanh quanh trên dưới 200 triệu rất nhiều luôn các bác ạ. Đấy. Dưới 100 triệu cũng có. Trên 100 triệu trên 200 triệu, trên 300 triệu, trên 400 triệu rất nhiều các bác nhá. Tập tiền đây bên em rất nhiều luôn. Thậm chí là có những mẫu xe vài tỷ, tiền tỷ cũng có. Cột kèo xe đã nguyên hết rồi. Xe không có vấn đề gì cả. Đổ xăng là chạy thôi các bác ạ. Nhiên liệu của dòng xe i10 này loanh quanh tầm khoảng trên dưới 4 lít trên 100 km thôi. Rất ít. Đấy, số sàn máy chấm 0 thôi mà, đúng không ạ? Đây cho các bác. Bác nhìn này. Đấy. Trong sơn xi bóng đẹp. 4 cánh tắp ni nhựa xe là không bị thiếu, không bị gãy vỡ mà không bị sứt, đúng không ạ? Các bác nhìn em. Đấy, 4 cánh quay đều rất là kỹ như vậy. Đấy, đồ nhựa đẹp như này cơ mà. Xe này thì nó có qua chạy một ít dịch vụ thôi, mà chạy ít các bác nhá, cho nên là chất xe vẫn còn rất đẹp. Chất xe vẫn còn rất đẹp các bác nhá. Cột kèo nguyên này. Đấy, sàn này. Khe vách cửa thứ này. Các bác cứ đến xem trực tiếp chạy thử cảm nhận nữa nhá, để biết được về chất lượng của những chiếc xe bên em nó là như thế nào. Những con xe mà bên em trước khi nhập về đều cho kiểm tra cẩn thận kỹ lưỡng đầy đủ hết rồi. Cho nên là khi mình đến xem xe thì cứ thế yên tâm thôi nhá. Quan trọng là các bác mình bàn giá thôi. Đấy, xe nào cũng thế. Các bác mình cứ bàn giá cho em thôi. Chủ yếu là giá thôi, nhưng còn thì xe thì không phải bàn rồi. Xe không có lỗi gì hết các bác nhá. Về vấn đề pháp lý nữa. Pháp lý thì cực kỳ chuẩn chỉ cho mình. Máy số cũng phải là rất là ngon. Các bác nhá, máy số phải là rất là ngon. Và đây các bác nhìn xem. Đèn đóm này. Thân vỏ không sờn này. Rất là căng đều. Căng đều. Quá đẹp cho một con xe mà các bác bỏ ra số tiền luôn. Quá ít. Như một chiếc xe máy đúng không ạ? Như một chiếc xe máy luôn mà mua được hẳn một con xe ô tô. Rất là ok như con xe i10 này. Đấy, đóng cửa lại nhá. Các bác nhìn xem phần thân vỏ bên ngoài của xe. Đến đây thì em giới thiệu là bên em đang còn mấy con các bác nhá. Bản đủ, bản thiếu có cả. Đấy, màu trắng, màu bạc có cả. Hai đầu, một đầu có cả các bác nhá. Đấy. Tha hồ cho mình lựa chọn luôn. Đối với dòng xe i10, các bác đến với địa chỉ bên em là ở tại là 90.2 Trường Chinh, đối diện với ngân hàng HD Bank là 225 Trường Chinh kia các bác nhá. Và số điện thoại em đọc luôn là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nhá. Ba số hotline, ba số bên em có cả Zalo. Bên em có đổi xe máy, đổi ô tô. Đổi ô tô. Lấy ô tô các bác nhá. Xe máy lấy ô tô, đổi ô tô lấy ô tô đều được. Tính giá đổi các là ra thôi các bác nhá. Gặp đây.
gầm sàn đẹp, không bục ngoặt, không xấu kém đâu bác nhá. Đấy. Máy đẹp nhá. Đây em quay máy cho bác xem. Máy số xe cực chất, máy số khỏi bàn luôn. Máy số xe này không chê được, không bàn được các bác nhá. Nhiều người quan tâm tiền dùng, không những i10, tất cả những dòng Hyundai khác cũng vậy, đúng không ạ? Tất cả những xe tải hay là những dòng xe máy cẩu máy xúc đều có những dòng xe Hyundai, đúng không ạ? Đây là khoang máy của xe các bác nhá. Đấy, máy đẹp, bên em đã vệ sinh rồi, máy số cực ngon, máy số cực chất các bác nhá, gầm vệ chạy chắc và sóc không tiếng kêu. Và chiếc này thì cũng đã được lên thêm một bộ quái ngân rồi, và mình có thể chuyển chế độ quái ngân hoặc quái thường các bác nhá, cứ hay như vậy. Mời các bác xem nốt gầm đi. Đây, gầm đây. Đấy. Quá là mỹ mãn. Rồi, quá là mỹ mãn. Cho một con xe tiền. Tiền ít. Rồi thì keo dáng đẹp, xe thì chất, đúng không ạ? Rồi, các bác mình xem đây thì cũng là xong rồi đấy ạ. Bây giờ em đọc cho các bác mình một số thông tin để các bác mình lưu ý nhá. Đây là bên em có ship chuyển xe, hỗ trợ sang tên đổi biển cho các bác bất cứ đâu trên toàn quốc, hoặc là làm công chứng ủy quyền, công chứng mua bán cho các bác nhá. Đấy, có đổi xe, có thu mua lại xe các bác biết rồi. Còn bác nào mà chưa ấn đăng ký kênh YouTube này, và chưa nhấn theo dõi Facebook này, chưa nhấn follow TikTok của bên em này, thì mỗi người nhấn vào nút màu đỏ và nút màu xanh cho em đi, để mỗi khi em đăng một con xe nào lên như con xe này đi, hoặc là những buổi phát sóng trực tiếp và những cái mẫu xe khác nữa, thì các bác sẽ được nhận ngay, nhận sớm, không bỏ lỡ video nào các bác nhé. Vâng, xin được kết thúc video này tại đây. Em sẽ quay trở lại và gặp lại, trò chuyện và giới thiệu xe của các bác mình trong những clip video tiếp theo lần sau các bác nhé.